Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các anh chị, chào tất cả các bác. Hôm nay em quay video giới thiệu mọi người một cái cây địa lan. Đó chính là cái cây đại mạc, hay gọi là mạc đen. Về cây này thì là cây nguồn gốc em mua ở Trung Quốc. Nhưng cây này nó là một trong cây truyền thống, địa lan truyền thống của Việt Nam. Hoa nó cần cánh là một màu tím đậm. Đấy, các bác thấy không ạ? Cần cánh là nó một màu tím đậm. Tất cả những cái bông khác cũng vậy, bởi vì nó cùng là một loại. Nguồn gốc theo như tìm hiểu thì nguồn gốc của Việt Nam, nhưng mà Trung Quốc đem về nuôi trồng, thì về sau Trung Quốc đã bán lại cho Việt Nam. Thực ra thì em không quan trọng nguồn gốc lắm. Em thì em nghĩ rằng là nó là một cái cây đại mạc cần cánh đen, cần hoa nó cũng rất là sẫm, màu tím đậm, hoa nó cũng như vậy, cánh hoa nó cũng như vậy. Thì rất là nhiều người nói rằng là cái cây này là cái cây nhiều người ta bán ấy, thì người ta bán là cái cây đại mạc cổ hoặc mạc đen cổ. Thì em nghĩ là chúng ta cứ đại mạc hoặc mạc đen là mua thôi, chứ đừng vì cái danh cổ mà mua đắt hơn. Bởi hoa em thấy là như nhau, hoa như nhau, thân lá như nhau. Thì hôm nay em cũng giới thiệu cho mọi người để mọi người tránh việc bị nhầm lẫn đấy. Bởi vì khi mà anh chị mua một cái cây mạc đen cổ, một cái cây mạc đen Trung Quốc ấy, thì cây mạc đen Trung Quốc rẻ rất nhiều, còn cái cây mạc đen cổ thì anh phải mua giá rất cao. Đấy thì là một sự rất là lãng phí. Anh chị có thể sưu tầm thêm nhiều cái khác bằng chính cái đồng tiền đó. Bởi vì em thấy là một số anh chị, một số nhà vườn ấy, người ta cứ bán, cứ bảo là mạc đen cổ các thứ, nhưng thực ra ấy, thì hoa thì nó giống hệt nhau, thân lá giống hệt nhau, chẳng qua chỉ là khác nhau ở chỗ hương thơm, nó cũng giống nhau nữa. Khác nhau như em thấy là nó khác nhau ở mỗi cái chỗ, đó chính là một người gọi rừng Việt, một người thì gọi là Trung Quốc. Và khác nhau nữa, một cái nữa đó, thân lá Trung Quốc người ta nuôi rất đẹp, thân lá rất đẹp, nhưng ở Việt Nam thì mình nuôi thân lá nó kém hơn. Thì đây cái chậu này là cũng chậu em nuôi tại vườn, chậu to thì nó nhiều hoa này thôi, chứ còn thực ra thì nó cũng như nhau. Đấy, anh chị cứ tìm hiểu xem. Khi mà nhiều người ấy, như các bác ấy, thì cháu cũng nói là như này, các bác xem những video của cháu ấy, thì những cái cây này là những cái cây mà truyền thống, thì các bác xem những cái cây này với những cái cây rừng Việt Nam ấy, nếu như mà các bác thấy là những cái cây thuần ở Việt Nam mình, cái cây mạc đen này hoặc đại mạc này, cứ gọi là mạc đen đi, gọi mạc đen đi. Nếu như các bác mà thấy cái cây mạc đen này nó khác với cái cây mạc đen của Việt Nam ấy, thì cháu, nếu như mà thực sự nó khác nhau ấy, thì cháu xin nhận nó sai. Nhưng mà cháu qua những cái trình độ và những cái hiểu biết của cháu, thì cháu thấy nó không khác nhau tí nào, hoa là giống hệt nhau, là cái cây mạc đen. Đấy, thì nhiều người ta bán mạc đen cổ, nhiều khi người ta chẳng hiểu với cái mạc đen nữa. Nhưng mà đây là như em, đây là em hiểu về cái cây này, em biết nó rất lâu rồi. Thân lá nó giống nhau y đúc, hoa giống nhau y đúc. Đấy, thì các bác anh chị cùng tìm hiểu, đánh giá. Chứ còn em thì em thấy là nó giống hệt nhau, không khác nhau một cái gì cả, chẳng qua là Trung Quốc và Việt Nam thôi. Đấy, chúng nuôi Việt Nam Nam nuôi. Thì cái cây này thì em cũng giới thiệu sơ qua về cái thân lá của nó. Đây là một chậu rất là to. Thân lá của nó thì mầm của nó là màu tím, mầm của nó là vẫn là xanh vàng thôi, nhưng có nghĩa là nó đầu mầm của nó thì nó có màu tím, nhưng ở đây thì nó chưa có cái mầm nào cả. Đấy, nhưng có nghĩa là mầm nó có phải tím hoặc phải hồng, thì là tím hoặc hồng như cái cần này, thì là mạc xuân, nó là như vậy. Còn đại mạc thì nó cũng chỉ là mạc thôi, cái mạc đen nó cũng chỉ là tên gọi, thế giới người ta chỉ công nhận là mạc xuân, xin xe simirum xin xe. Còn tất cả những cái tên đa phần, kể cả những cái tên mà cây lan đột biến mà em có quay video nhiều lần ấy, như là những cái cây đại hoàng đại thanh thì chẳng nữa, nó là cây rất là phổ thông mà nhiều người biết đến ấy, thì nó cũng chỉ là một cái cây đột biến rừng, thế giới người ta chưa công nhận, thế giới không có cái tên khoa học cho cây đấy luôn, mình chưa đăng ký. Còn tương lai là em sẽ đi đăng ký những cái cây đấy ở trên bản quyền quốc tế ấy, những cái cây mà nó được định giá thực sự và nó có cần đặt cho nó một cái tên, thì em sẽ đi làm những cái đó. Thì những cái cây địa lan này thì để mà trên thế giới mà có tên ấy thì rất là ít, nhất là những cây đột biến. Và Việt Nam mình thì nó có, ngoài đột biến ra thì còn những nhiều cây khác. Đấy, thì em giới thiệu về thân lá của cây này một chút.
thân lá của cái cây mặc cây mặc đen này ấy, thì nó là một cái dạng thân lá khá là to, lá hơi vặn vỏ đỗ đây. Đây cái này lá dài khoảng từ 40 đến 70 cm và nó to khoảng từ 2 đến 3 cm, có thể là 3,5 cm, 4 cm thì rất ít. Và lá nó hơi vặn. Đây, hơi vặn đây. Anh chị nhìn này, nó đang như này là thẳng này. Như này phát là vặn rồi. Đấy, một lá nhá. Lá này là thứ hai này. Đấy đây, anh chị nhìn thấy độ cong đúng không ạ? Rất là cong đúng không? Thứ ba này. Đấy, nó hơi vặn như thế. Đương nhiên là vẫn có những cái lá thẳng như này riêng rất ít. Tỷ lệ thẳng ít, tỷ lệ quăn này vặn này nhiều hơn này. Hơi vặn vỏ đỗ. Hơi vặn. Đấy là cái tỷ lệ của nó. Đây, như cái lá này nó hơi nghiêng này. Đấy. Hơi vặn vỏ đỗ và lá này khá dày và cứng. Lá khá dày và cứng. Khi anh chị vuốt này thì thấy cái độ sắc của nó nhá. Ở dưới này có này. Ở dưới cái độ gai của cái lá ở dưới có, trên này ít hơn này. Ít dần. Xong chỗ này ít hơn, xong nó bắt đầu lại dày trở lại ở cái phần đuôi lá này. Đuôi lá rất là sắc, rất là gai. Và lá ở cây này nó rất là xanh và trông nó rất là rắn giỏi. Trông nó rất là cứng. Đấy, trông nó rất là cứng. Lá trông rất cứng nhưng mình sờ nó vẫn có độ mềm của nó. Độ mềm của cái lá địa lan. Anh chị có thể là sờ lá địa lan ấy, địa lan sờ để cảm nhận, chứ không phải là sờ để mình sờ cho vui, mà địa lan này là sờ để cảm nhận. Ví dụ như những cái phần lá của cái cây mạc này nhá, cây mạc đen này, anh chị khi mày sờ ấy, sờ sẽ thấy nó có độ gai nhất định, một độ gai nhất định của cái lá này. Tại sao mà như em hay sờ, em vẫn sờ lá địa này để em nhớ xem nó là cây gì, thì em sờ này để cảm nhận cái độ gai của nó, độ gai của cái lá này và cái độ mềm của cái lá, độ mềm khu màu này này. Đấy, tay em bóp này. Đấy. Nó mềm ở khúc nào, đoạn nào đó là đoạn mềm, đoạn nào đoạn nhiều gai nhất, ví dụ đoạn cuối này nhiều gai này chẳng thế. Đấy, chúng ta sờ và cảm nhận từng cái chi tiết nhỏ nhất của nó, từ cái đầu lá gọi là cái phần củ ra nhá, thì là đầu này, xong rồi kéo về cuối cùng của đoạn này lá này, sờ và cảm nhận sự gai của nó, cái gai của cái cây địa này. Đấy, cái gai của nó, chứ không phải là mình cứ sờ cho vui. Sờ để cảm nhận, để nhớ rằng cái cây này nó gai ở đoạn nào, đoạn nào nhiều. Ví dụ như cái này, đoạn này nhiều này, ít này. Đấy, nhiều hơn, đấy, dày đến tận cuối. Đấy, thì cây mặc đen này nó là như vậy. Thì cái lá nào, đa phần là lá nào cũng thế thôi. Lá nào nó cũng có cái độ gai của nó. Và khi mà anh chị sờ mà cảm nhận ấy, thì anh chị nên cảm nhận từ những cái lá to nhất và những lá nhỏ nhất, thì anh chị mới cảm nhận được. Ví dụ như cái lá này là lá chân này, ví dụ cái khóm này 4 lá này, anh chị sờ cái lá dưới này sẽ nhỏ hơn nhá, thì anh sẽ sờ và cảm nhận cái độ gai của nó này, từ đầu đến giữa ít hơn, dày hơn trên này. Những cái phần lá trên này thì nó sẽ có độ gai khác hơn. Đấy, độ gai của cái phần đầu này nhá, xong đến giữa này, và cái độ mềm của nó, độ mềm khi mà cái lá này lên ấy, với cái lá dưới này, thì cái lá dưới bao giờ nó ngắn hơn, cái cảm giác nó cứng hơn, đúng không ạ? Nhưng thường là thế, nhưng mà khi mà mình cảm nhận được ấy, thì đến một khúc ở đó, ví dụ ở khúc trên và khúc dưới nó sẽ đồng nhất với nhau, đồng nhất về cái độ cứng của nó, độ cứng của cái lá, đấy, xong cái độ gai của nó. Nói chung là cái địa này nó rất là khó để diễn tả, để mà anh chị có thể nhận ra được ngay. Nói chung là cái độ gai của nó và độ mềm, độ sắc bén của cái lá, và cái lá này trông rất là rắn giỏi. Đấy, nói chung trông nó rất là rắn giỏi và mịn rất là đẹp. Đôi khi là nó cũng sẽ có những khớp như này, vẫn có những khớp anh chị nhá, vẫn có khớp này, vẫn có cái khớp, và cái độ gai của nó vẫn như nhau. Đấy, và cái dáng lá của nó, anh chị chậu này hơi to, dáng lá hơi khó. Đấy, thì như cái chậu này là em trồng ở đây là nó cũng được tầm độ 6 năm. Nhưng mà mình trồng nó không thể đẹp lá xanh mịn bằng Trung Quốc được. Nhưng mà như các bác ở Việt Nam mình vẫn có người là trồng lá rất xanh, có người là trồng lá vàng hơn. Đấy là phụ thuộc vào ánh sáng. Ánh sáng và bón phân. Ánh sáng và bón phân thì nó phụ thuộc vào tùy từng nhà. Ánh sáng có nhà thì 70%, có nhà dùng lưới 80%, có nhà chỉ dùng lưới 60% thôi. Nói chung nó phụ thuộc vào ánh sáng, càng nhiều thì nó càng vàng, mà ánh sáng càng ít thì nó càng xanh. Còn cái lá, chất lá rắn giỏi của nó thì trông nó vẫn rất là rắn giỏi. Đấy. Còn cần hoa của nó
tiếp đến phần hoa của nó, hoa nó ở dạng xuân lan, nó có thể nở với Tết hoặc là không Tết, thì phụ thuộc vào cái việc thời tiết, cũng như nhiều video em nói trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa rồi, thì là nó phụ thuộc vào thời tiết ấy. Thời tiết nắng với cả nhuận, tháng nhuận thì khả năng vào Tết cao, còn thời tiết mà lạnh thì nó sẽ tỷ lệ vào Tết ít hơn. Thì đấy là mọi người cùng xem và tìm hiểu và trồng thì mới biết được. Chứ còn thực ra ấy, thì những cái mà yếu tố thì mỗi nhà một điều kiện, có nhà mát hơn, nhà nắng hơn thì nhà nắng hơn nó sẽ nở trước, còn nhà mát hơn thì nó sẽ nở sau. Đấy. Và màu sắc của nó, màu sắc của cái cây mạc ấy thì thường nó cũng có biến đổi. Biến đổi cái sự biến thiên của nó khá nhiều. Màu sắc của sự và sự biến thiên của nó khá nhiều. Màu sắc của nó thì nhiều khi là có những năm ấy, cái cánh này thì không nói làm gì. Cái cánh này thì thường năm nào nó cũng màu nó đen xì này. Đấy. Cánh này màu nó tím đậm này. Nhưng cái cần của nó, em chỉ nói đơn giản trên một cái chậu này thôi là anh chị sẽ thấy ngay là cái cần hoa của nó, nếu như em nói là cần mà cái lúc nào đen như này không đúng, bởi vì nó sẽ biến đổi đây. Bản thân cùng trên một chậu còn có sự biến đổi là có cái năm này có cái cần xanh hơn và cần tím hơn, đúng không ạ? Cái cần hoa có cái cần xanh và cái cần tím đấy, chứ không nói đến từng năm khác nhau. Năm thì có năm này thì nó cần nó sẫm hơn, có năm thì cần nó nhạt hơn này. Thì đấy là về mạc, cái sự biến đổi nó có, thế nên là mình không thể đánh đồng rằng nó khác nhau được. Thì đây là cùng trồng chậu và cùng sự nở khác nhau, có cây nở trước, cây nở sau. Thì bản thân em sẽ nói đến cái cánh hoa của nó. Cánh hoa của nó đây, như anh chị nhìn những cái bông dưới này. Bông dưới này cánh nó chỉ hơi quăn đằng sau một chút thôi, hơi cong này, đúng không ạ? Bông đầu tiên này hơi quăng, hơi cong. Nhưng mà bông thứ ba này nó đã cong hẳn đằng sau rồi. Đấy, bông thứ ba này nó cong hẳn đằng sau. Nếu mà nói như thế thì nó cũng rất khó. Khi quay sang cái cần bên này, cái cần bên này bông đầu tiên nó cũng cong thế, nó cũng cong hẳn đằng sau. Bông thứ hai nó cong hẳn, bông thứ ba cũng thế, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đều như thế. Nhưng mà ví dụ như cái cần ở giữa này chẳng hạn thế, cùng một chậu này, cùng một khóm này, đấy, cái cần này phẳng, bông thứ hai vẫn phẳng, lên bông thứ ba, thứ tư nó mới cong, đấy, nó mới cong là nhiều. Đấy, thì nó cong nhiều cong ít ý. Cái này thì em không nắm được, bởi vì nhiều khi em không hiểu tại sao chế độ chăm mọi thứ như nhau mà nó lại có những cái cây cánh lại cong hẳn đằng sau như này, có những cây cánh phẳng. Đây là cùng trên một khóm nhé, đây là trên phương diện là rất là đơn giản. Ba cái bông đầu tiên này cánh cong rất ít, đúng không ạ? Ba bông đầu tiên cánh cong rất ít, nhưng đến bông thứ tư, thứ năm cái là cánh cong hẳn luôn. Đấy. Nhưng mà sang cái cần bên này cùng một khóm của nó thì nó lại cong luôn ngay từ bông đầu tiên. Đấy, thì nói về cái độ cánh của nó cũng rất là khó nói. Nhưng mà nó là một cái, nó sẽ có một những cái nét điểm chung, như là cánh của nó thì cần cánh thường là một màu, lưỡi của nó vàng chấm chấm như này. Nhưng có những bông lưỡi nó sẽ khác nhau. Cái chấm lưỡi, chấm chấm trên lưỡi này, anh chị nhìn nhá, cái chấm trên lưỡi này nó sẽ có những bông khác nhau, chứ nó không phải là chấm cái nào nó cũng giống cái nào. Đấy, như bông này và bông thứ ba này, ba bông này là chấm nó hơi khác nhau. Đương nhiên những cái chi tiết quá nhỏ này thì mình rất là khó nói, bởi vì nó sẽ thay đổi là đương nhiên rồi, những cái chấm này sẽ thay đổi. Nhưng em chỉ muốn nói lại một điều, đó chính là việc chúng ta chơi nên sưu tầm và tìm hiểu đúng cây đúng tên là được, chứ không nhất thiết cứ phải là cứ cây cổ về các thứ, nó rất là khó. Đấy là một sự em thấy là nó không hợp lý trong hoa lan. Thì mọi người cùng tìm hiểu và cùng nhau phát triển để nuôi trồng những cây hoa lan đẹp và để nuôi trồng tốt, để mình bảo tồn những giống lan quý. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh của em trong thời gian vừa qua. Em sẽ cố gắng để có nhiều video và nhiều cây giới thiệu đến mọi người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.